trò ở cả nhà. Đây là lần đầu tiên về Tân Châu An Giang mà thấy cái nồi cháo cháo lòng nó to khủng khiếp vậy đấy cả nhà. Chắc nó bằng chiếc xe gắn máy luôn quá. Đây. To khủng khiếp. Gì dưới này nấu cái nồi cháo to vậy đó gì hả? Bán đến mấy giờ mới hết chị? 10 giờ. Ồ, nồi cháo to vậy bán đến 10 giờ là bán khủng khiếp lắm á. Cái nồi cháo nhìn hấp dẫn quá hả, bỏ tất cả mọi thứ vào trong á nhìn. Dưới mình có xương nữa gì hả? Ồ. Thơm quá cả nhà ơi. Cháo nóng hồi buổi sáng ăn ăn một tô cháo vậy là rất là ngon. Dạ. Chị bán 5 giờ hay là 6 giờ là bán gì? 6 giờ. 6 giờ bán đến 10 giờ. Dạ, bán 4 tiếng cả nhà. Đây là cháo lòng bảy củ á. Mình bán món cháo lòng này bao lâu rồi vậy? Mấy chục năm rồi hả? Dạ. Ba mấy năm. Ba mấy năm luôn. Trời. Mà sao dưới này con thấy ai cũng nấu cái nồi bự 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 cái gì hả? Ai cũng nấu cái nồi to vậy đó cả nhà. Một cái nồi vậy mà nấu mà bán có mấy tiếng đồng hồ là số lượng khủng lắm. Đây coi cả nhà thấy cái thân hình của gì đó cái so với cái nồi là biết nó bự cỡ nào. Thì cái nồi này bao nhiêu lít vậy? 9 ký gạo đó không biết nhiêu. Dạ. Rất là to luôn. Mình chưa bao giờ thấy cái nồi nào nó to như vậy luôn. Cái nồi này chắc cái bề ngang của nó cả mét quá. Đúng là bề ngang nó tầm cả mét á. Buổi sáng là thấy nồi cháo là hấp dẫn nha. Bốc khói nghi ngút luôn. Chú
cái này là dồi nè chú. Dồi. Dạ. Cháo lòng người ta ăn với bún nữa cả nhà. Dì dưới này cháo lòng ăn với bún nè dì ha. Bún tươi nữa. Ăn với bún. Dạ. To dữ dằn không? To khủng khiếp.
Chị ơi, đây mình nấu xương ống hay gì hả? Xương ống. Dạ, cho nên là cái cháo xương ống này nó ngọt dừa lắm cả nhà. Xương ống là xương ngon đó. Nấu giờ nó xương ống nó ngọt. Dạ. Chứ nấu đầu sườn này kia nó không ngọt. Dạ, mình nấu bằng xương ống đó cả nhà, xương ống xương mắt tiền á. Không mắc mà nặng tí dữ đó. Dạ. Người ta có ăn kèm với bún. Dưới này là cháo mình ăn kèm với bún cho nó no hay gì hả? Bánh mì cũng được hết trơn. Dạ. Vì cho có hỏi một tô đầy đủ như vậy là bao nhiêu tiền vậy? 25 ngàn. Tô đầy đủ 25 ngàn. Xương thì 30. Dạ.